Tin mới nhất về vụ mẹ nhốt con gái 11 tuổi không cho đi học. Liên quan đến vụ việc mẹ nhốt con gái 11 tuổi trong nhà nhiều năm không cho đi học, không tiếp xúc với bên ngoài ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngày 20 tháng 12, trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết, suốt hơn 3 năm kể từ khi biết thông tin chị Trần Thị Hồng N, sinh năm 1973, không cho con gái đi học, chính quyền địa phương đã hàng chục lần đến động viên nhưng đều nhận được một lời khước từ của chị N. Theo ông Hải, năm 2013, nhận được tin báo của tổ dân phố và cảnh sát khu vực về việc cháu Võ Thu Hờ, sinh năm 2005, ở tầng 7, tòa nhà chung cư No 1A, khu đô thị Linh Đàm, đã 8 tuổi nhưng không được mẹ cho đi học, nên Ủy ban Nhân dân phường cùng nhiều ban ngành xuống tận nơi để nói chuyện. Nhiều lần công an đến tận nhà động viên, nhưng mọi việc chị N đều nói qua ô cửa. Ông Hải cho biết, chúng tôi đã trực tiếp xuống tận nơi để nói chuyện với chị N, động viên chị cho con gái đi học, nhưng chị ấy sợ người khác hại con mình nên nhất quyết không đồng ý. Thời điểm đó, cháu Hờ rất xinh xắn, hoạt ngôn và nhanh nhạy. Cháu cũng được mẹ dạy chữ, tính toán, nhưng không cho tiếp xúc với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, cháu trở nên trầm tính, không nói chuyện với ai, có nhiều biểu hiện chậm chạp. Khi được hỏi cháu có muốn đi học không, thì họ đáp lại cháu muốn ở nhà với mẹ. Ngày 20 tháng 12, phóng viên tìm đến căn nhà của hai mẹ con. Vào buổi sáng, chị N và cô con gái ở nhà. Tuy nhiên, khi biết có người lạ, có ý định vào nhà của mình, chị xua tay, tỏ vẻ không đồng ý. Mặc dù có sự can thiệp, hỗ trợ của cảnh sát khu vực, nhưng người phụ nữ này vẫn đóng kín cửa. Kỳ lạ hơn, cả mẹ và con đều để chung một kiểu tóc, đầu trọc lóc như đàn ông. Người mẹ mặt mũi bơ phờ, kém nhanh nhẹn, nói nhảm và liên tục chửi bới. Còn cô con gái nhỏ luôn tỏ vẻ sợ sệt người ngoài, chỉ núp sau lưng mẹ. Chị Hoài Anh, nhân viên bảo vệ lâu năm của tòa nhà cho hay, cả gia đình chị N chính thức về đây sinh sống từ năm 2008. Thời gian đầu, chúng tôi nói chuyện với chị như người bình thường. Nhưng dần dần, mọi người thấy chị có những biểu hiện lạ, thể hiện thần kinh không bình thường. Chị cho biết thêm, gia đình chị N có cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Chồng chị là người Hà Tĩnh, không có công ăn việc làm ổn định. Nhiều lần, người dân sống ở đây đã chứng kiến cảnh vợ chồng chị cãi vã. Trước đây, chị N là nhân viên phiên dịch tiếng Anh cho đại sứ quán, kinh tế rất khá. Chị có nhiều năm học tập và công tác ở nước ngoài. Chị lấy chồng năm 2005, nhưng bố mẹ chị không chấp nhận con rể. Bà Nguyễn Thị Thu Hờ, người dân sống cùng tầng với chị N cho biết, trước đây, con bé rất quý tôi, hay sang nhà tôi nói chuyện. Tôi nghĩ cuộc sống gia đình không hạnh phúc là nguyên nhân khiến nó như vậy. Bây giờ, mỗi khi lên cơn, nó khó chịu trong người là nó lại la lên. Nhiều khi cả tầng mất ngủ. Khi chúng tôi nói, thì cô ấy lại chửi, thậm chí sang tận nhà chửi. Theo người dân, suốt nhiều năm qua, từ khi chuyển đến đây vào năm 2013, người phụ nữ tên Trần Thị Hồng Nhung có biểu hiện không bình thường. Nhảy múa lắm mọi người, thỉnh thoảng cứ trò chơi là nó nhảy, nó nhảy múa từ năm ngoái năm 2000, kể cả dưới thân này, nó nhảy múa, nó bắt con nó nhảy, gương chiếu là đập hết. Hồi còn tỉnh táo, chị kể về quá khứ của mình với bà con làng xóm. Được biết, thời gian chị mang bầu, sinh con đều bị stress nặng do mâu thuẫn vợ chồng. Sinh con xong, sau 3 năm chung sống, vợ chồng chị chia lìa đôi ngả. Từ đó, hàng xóm thấy chị liên tục chửi bới, gào thét trong nhà. Nhiều lúc, chị đánh con để hả giận. Đặc biệt, mỗi khi trái gió trở trời, bệnh tình của chị N tái phát, chị N lại đứng ở ngoài ban công hát hò, nếu không lại xuống dưới sảnh gây sự với mọi người. Từ ngày bị bệnh, chị N không còn dám đi xe máy vì sợ ra đường gặp tai nạn. Theo những người dân sống tại tòa nhà phản ánh, chị N thường tự lảm nhảm nói nhiều ngoại ngữ khác nhau, có cả những câu chuyện chính trị ở các nước trên thế giới, nhưng nhiều hơn là những câu chửi văn tục, nguyền rủa, chửi đàn ông. Với những gia đình hay tụ tập ăn uống, chỉ nghe phụ nữ ra vào, nói chuyện cười đùa thì chị N qua tận nhà chửi rủa. Cũng chính vì lý do này mà tại tầng chị sống đã có hai nhà chuyển đi. Đặc biệt hơn, đàn ông ăn nhậu, chị lại không mãi mai quấy rầy.
Cả hai mẹ con chị N hiện tại không làm công việc gì, mọi chi tiêu đều nhờ khoản tiền gửi ngân hàng trước đó. Hằng ngày, nước uống, cơm ăn đều gọi người ta đưa đến chứ không tự nấu. Một bảo vệ tòa nhà nơi mẹ con chị N sinh sống cho biết, thường ngày chị thấy hai mẹ con đi ăn cơm quán ngay trước cửa tòa nhà. Khi đi qua khu bảo vệ, chị N bước đi vội vã, còn cô con gái lóc cóc chạy theo sau. Người này kể lại, mẹ mắc bệnh hoang tưởng nên đi đâu cũng dắt díu con theo sau. Khổ nhất vẫn là cháu bé. Cháu không được đi học, suốt ngày cháu bé ở trên phòng nên tâm trí đờ đẫn, không tinh ranh như những đứa trẻ khác. Càng ngày tôi thấy cháu càng chậm chạp. Nó bị như là mẹ nó cách ly toàn bộ với xã hội. Thế đâm ra là cái đứa bé đấy nó chỉ biết mẹ nó thôi và nó chỉ biết một cái xã hội của mẹ nó thôi. Nó không biết một cái gì hết. Tức là không cho tiếp xúc với bất cứ một ai hết. Cứ càng ngày nó co rúm vào thôi. Lúc nào cũng coi như là kẹt con ở đách thế này. Và đi đâu cũng là coi như là ai mà cũng có nhiều khi vô cớ đi qua đây mọi người chửi luôn. Chửi mắng tế tát cho người ta luôn. Ngày nào, hai mẹ con chị N cũng đi qua đây từ sáng, đến tối mới thấy về. Chị N thường gọi taxi để đi. Nghe mọi người kể, trước đây chị N bán căn biệt thự liền kề, sau đó mới chuyển sang đây sinh sống. Chị có tiền nên dư giả. Chồng chị thi thoảng lên thăm con, nhưng không được mặn mà cho lắm. Mỗi lúc phát bệnh, chị chửi đổng rồi kể lể chồng đã đi những đâu, ăn chơi ở đâu. Một chị bảo vệ của tòa nhà cho biết. Thỉnh thoảng, mẹ con chị lại gói ghém quần áo, đi lang thang vài ngày mới về nhà. Không ai biết họ đã đi đâu. Chị N vốn xuất thân từ tỉnh lẻ. Tình cảm giữa chị và bố mẹ đẻ không được tốt từ ngày lấy chồng nên ít về quê. Chứng kiến hoàn cảnh của chị, bà con hàng xóm ai cũng thông cảm. Mọi người đều chung suy nghĩ, chị N đáng thương hơn là đáng trách. Họ thương con gái chị không được học hành, không có bố mẹ minh mẫn để dạy dỗ tử tế. Cách đây 4 năm, cháu Hờ khỏe mạnh, xinh xắn, nói chuyện lễ phép, hoạt động nhanh nhẹn. Tuy nhiên, hiện tại cháu ngơ ngác, trầm tính, người lớn hỏi cũng không trả lời. Nói về trường hợp của mẹ con chị Hờ, ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết cũng đã nắm được thông tin hoàn cảnh đặc biệt này. Ông cho hay, phía phường cũng đã có nhiều lần góp ý để cháu Hờ được đi học, nhưng không được sự đồng ý của bố mẹ. Ông cho biết thêm, từng có lần chị N nói đồng ý cho con đi học, nhưng sau đó lại thôi. Lúc tỉnh, chị N luôn nói với hàng xóm có người có ý định hãm hại, bắt cóc con của mình. Đó cũng là lý do chị không cho con đi học, tiếp xúc với bên ngoài. Ông Hải cũng cho biết thêm, trường hợp của chị N có bệnh thì đưa chị đi khám sức khỏe và quan trọng nhất là cháu bé được đi học. Tuy nhiên, gia đình mẹ đẻ và cả chồng của chị N không hợp tác. Theo ông Hải, chính quyền địa phương chưa có cơ sở pháp lý để cưỡng chế bắt buộc chị N đưa con đến trường. Tới đây, phường có kế hoạch cho nhóm học sinh tiểu học đến sinh hoạt ngoại khóa trước cửa nhà chị N, hy vọng có thể tác động đến hai mẹ con chị này. Sự việc này thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Bên cạnh việc thương xót cho hoàn cảnh của hai mẹ con thì cũng có rất nhiều ý kiến chỉ trích phía người thân, gia đình của chị N không quan tâm đến cuộc sống hiện tại của chị N và cháu Hờ. Để làm rõ vấn đề này, ngày 21 tháng 12, chúng tôi đã liên lạc với anh trai của chị N là ông Trần Quang, sinh năm 1959, ở khu đô thị Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Thì được biết, những thông tin cho rằng gia đình không quan tâm tới hai mẹ con chị N và cháu Hờ là hoàn toàn không chính xác. Theo ông Hải, phía gia đình luôn giữ mối quan hệ với chính quyền địa phương nơi chị N sinh sống để khuyên giải và động viên chị N cho cháu Hờ tới trường, đồng thời vận động hai mẹ con đi khám bệnh. Cách đây 4-5 năm, khi biết N không cho con đi học, gia đình đã đến khuyên bảo nhưng không có tác dụng. Sau đó, chính quyền địa phương cho biết đã mời gia đình đến cùng hợp tác khuyên bảo N cho con đi học, nhưng N không nghe và nói tự chăm sóc được. Mỗi lần đến gặp N đều không nhận được sự hợp tác mà còn bị N mắng chửi. N nói, con tôi mặc kệ tôi, ông Hải cho hay. Thậm chí, cách đây khoảng 6 tháng, chính ông Quang đã trực tiếp ngồi với luật sư và chính quyền phường Hoàng Liệt nhằm tìm phương án khuyên giải N để cho cháu Hờ đi học, nhưng không có phương án nào hợp lý đưa ra để giải quyết được vấn đề. Nói về tình trạng bệnh của chị N, ông Quang cho hay
Ông không dám khẳng định chị N bị bệnh, nhưng ông đoán em gái mình bị trầm cảm sau sinh và còn cháu H thì bị tự kỷ. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!